Tôi tin vui, echo tin rồi. vui gì, tin vui gì? Ồ, tin vui hả? Tin Ừ. vui là ngày hôm qua, mấy tuần vừa rồi đó, tôi cứ đọc đến cái tin của ông Phạm Nhật Vượng mà ông ấy mở cái xưởng ráp xe ở đây. À, là một nhà máy lắp Ráp ráp, xe. nói chung là nhà máy lắp ráp Xe hơi của ở ông. có tôi có Mà nghe. khi mà tôi thấy như vậy, tôi còn nghĩ tại sao cái ông đại ca này mà dữ vậy. Mà tôi nghĩ mấy ngày bây giờ tôi mới nghĩ ra đây. Đâu nghĩ ra Là nó sao coi. đầu tiên là ông mở mở cái xưởng ở đây, làm xe hơi bên này, tạo công ăn việc làm cho mấy người Mỹ, làm ra là người ta phải quý cho anh, đi anh giới thiệu cho nên mấy người này người kia họ bán, phải bán đây, làm đây là bán, mà làm ở trên đất Mỹ, bán cho người Mỹ, mà anh biết là người Mỹ là cái scandal của nó, cái tiêu chuẩn nó rất là cao. Thì đến lúc nào mà người Mỹ ở đây mà họ mua cái xe đó rồi đó, tại vì làm cái đây mà phải luật, phải hội đủ điều kiện của Hoa Kỳ, là họ ông ấy sẽ làm những cái công xưởng để ông bán ở tất cả mọi nơi. Đầu tiên là tấn công vào châu châu Âu, tại vì Đúng rồi, tiêu chuẩn của Mỹ rất cái là thị cao. trường, cái thị trường mà cái tiêu chuẩn của Mỹ mà đã chấp nhận rồi thì đương nhiên mấy cái xứ kia đâu có nghĩ địa gì. Đúng rồi. Công đến khi mà Cái tôi thứ nghĩ nhất, ra như cái thứ vậy, hai công nhận nữa ghê thật, là cái ghê thật chứ cái đầu của cái đầu của một doanh nhân như ổng mà làm gì ổng phải diễn. Ở đây nó có nhiều thằng, mà. ở đây nó có, ở đây nè, cái đám này nó có nhiều đứa nó lên dạy rượu mấy mấy Phạm Nhật Vượng làm kinh tế mới là ghê đủ á. Đó đủ mấy cái thứ tào lao đồ, giống như Vũ Huynh Trưởng á, cho tôi đi, cho tôi gì tôi làm rượu xong vậy 10 năm là rượu mát bảo đảm Việt Nam mà phát triển gấp 5 gấp 10 năm. Ồ mà tôi nghe muốn chán ngán luôn, Ông cái thân ông không lo còn không nổi, ông cái thân tôi ông không cười bảo quá nữa, đi làm thân nhiều cái ông lo cái thân của ông xong mà ông đi ông nói tiền tào lao bởi vì khổ chuyện. lắm rồi, nhiều chuyện đùa giống vậy là nói chuyện đi cũng chăng thôi à, khổ vậy. Đến khi mà tôi nghĩ ra được cái điều đó, tôi thật là công nhận công đại ca, mà công nhận họ gan thật, mà công nhận làm rất hay nha. Tại vì thế này là bên Cali này đấy, tức là ông có được một cái license để mà chạy thử Chạy trên thử, Cali chạy trong khoảng thử. 2 năm, mà có cái license đó này thì đất Mỹ này nó chỉ có mấy thằng thôi, nó ba thằng thôi, nó ống là thằng thứ ba đó chăng, Ghê thiệt. một thằng GM là thằng đầu tiên, thứ đến là thằng BMW, rồi còn ống Thằng nữa là thứ ba thứ Tesla tư nữa. là thằng Tesla. Tesla đó, rồi sau đó là cái Tesla. ống đó. Mấy để bởi vậy đủ Vậy đó, ông công nhận dân vượt chơi mặt, thiệt đó. ông vượt mặt qua rồi mấy cái thằng Toyota với lần Nhật luôn. Mấy thằng cha đó nó làm bây giờ ông biết không, tại vì họ làm cái động cơ nổ, động cơ xăng là mấy trăm năm rồi, họ làm động Trời ơi. cơ nó rất, làm sao Bây mà giờ cạnh qua tranh đồng được mua đi, họ, qua đồng mua làm đi. sao mà mình cạnh tranh được họ. Ừ. Ông chơi xe điện ông cạnh tranh ngang hàng Hay ghê ha. thật, Ghê thiệt. Ta công nhận cái đầu của đại thằng ca nó ghê hấp dẫn thiệt. Đến khi mà tôi tìm ra cái đó, đến khi mà tôi tìm cho nó thiệt khổ, thiệt. Bởi vậy mới nói, bởi vậy khổ hấp dẫn, mới nói hấp dẫn thiệt. vô cùng nha. Cái đầu cái đám này nó ngộ lắm, đồ nó cứ cho là đồ quá. Đâu có đơn giản gì được. Anh thì có cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là anh nghĩ cái thằng Hyundai với cái thằng Toyota Hay mà nó nhập nhập chưa vào trong thị trường đúng Mỹ rồi, là chưa mấy rồi, chục năm nó bắt đúng được, rồi mấy mà chục nó năm mới bị, được. đúng rồi nó vẫn y gạch như vậy, nó không có thua gì đâu. Trong khi đó thằng VinFast của Việt Nam mình đủ có 2 năm trời mới đầu đủ mà vô thị trường Mỹ, nó thấy ghê không? Chuyện thế này này, khi mà ông mở cái xưởng đây thì là đồng bào người Mỹ họ có việc làm, Đúng rồi. họ có tiền thì họ làm ra mà, cái đồ vật của họ thích chứ, họ phải đi chứ. Đúng Họ phải rồi. đi chứ, họ phải sử dụng chứ nào. Đến lúc nào á, khi mà cái xe VinFast mảng bán lai rai ở trên California Bán này đúng rồi. Nói cái điều là là họ bán ở California rồi đấy, thì là nó bán ở trên 50 mấy cái tiểu52 bang còn của lại, 55 52 tiểu 50 tiểu bang còn bang lại, rồi. Xong ngay. và không biết là thì là đến lúc thì bây giờ mà nếu mà có xe nữa thì là mình chơi qua bên châu Rồi. Âu, trở về Chắc bên châu chắn chắc Á, chắn chắc dư chắn là sức vậy, chắc chắn là làm việc vậy. rất là kinh không, tôi không có thể tưởng tượng được đó. Thôi ý là tôi nói là có tin vui đó Rồi ok, là rồi mình phải san rồi. sẻ với anh. Rồi ok. Thì anh nói vậy là tôi cũng mừng quá, giờ tôi cũng chuẩn bị anh, đồ chuẩn bị kiếm chiếc xe điện, chiếc xe điện đồ đi. Chiếc xe điện đi chứ. Ừ. 2 năm, 2 năm, 2 năm, 2 chắc năm nữa hả?
2 năm. Rồi, ok. Hai năm. Tôi nói nghe là ai biết đâu anh ở bên đó nếu mà không có dealer đó anh mua ở đây anh ship về cho nó 1.000 bạc. Dễ mà, bên này chắc, ở bên này dealer thiếu gì? Không biết, mình không biết, ship về họ ship rất ngon. Ý là mình nói như vậy đó, tôi sẽ mua cái nào nhỏ nhất, rẻ nhất tôi chơi. Rồi. Dạ rồi, mình đâu cần show up, mình chỉ okay. Cần ủng hộ thôi mà. Đúng rồi, mình ủng hộ. Thôi, khổ vậy. Mình ủng hộ. Rồi ok, rồi buổi tối là buổi sáng ai buổi tối của mình, buổi sáng mình Việt Nam. Bên đó 6:30 rồi. 6:30 hả? À. Thì được rồi, thì kệ đi, mình không quan tâm, mình chỉ nói là cái gì mình cảm thấy mình nói. À, thì bữa nay cũng nghe một cái nguồn tin của Đỗ Dũng phân tích tại làm sao mà thiên hạ đây vẫn còn một số người anh vẫn còn một số người vẫn là hy vọng là Trung trở lại mới là ghê chứ. Mình khổ vậy đó, và thông báo cho anh biết là cái gia dụng 1.400, 1.900 đã thông qua rồi, ok, thành lực rồi, chắc là nay mai cũng sẽ có tiền. Okay. Thì tôi cũng đã viết lên những cái một cái status vui lắm, có nghĩa là những người nào ủng hộ Trung mà kêu mà Trung trở lại đừng có lấy vô nữa mà chửi, đừng có lấy đó, đưa tôi cái, lấy đưa tôi đây. Nếu mà muốn lấy thì cứ lấy đi rồi đưa tôi, không xài nó xài sao, đồng tiền nó dơ đưa tôi cho xài, đừng dơ đồ quá ghê gì đó. Đừng có xài đồng tiền nó dơ bẩn lắm, đưa tôi xài cho. Đúng rồi, bên đây là của gì, của gì cộng gì đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, không có muốn lấy thì bây giờ nó mà cứ lấy về, bây giờ lấy về rồi đưa cho tôi tiêu cho nhất trí dành điều đó. Ok anh. Anh kiếm được người nào thì anh làm như vậy, anh phải chia cho người ấy. Đúng rồi. Ok rồi. Ok anh. Rồi ok. Rồi xong ok anh xuống đi, ngồi chơi okay. Tôi coi tôi lôi cái thằng Phùng Quý Phong đâu rồi. Ok. Rồi ok. Thì bữa nay tao thấy cái tin mày làm gì mày spam dữ vậy Capitan? Mới nghe cái vụ mà nó giết người ở bên ấy, tao thấy tôi ghê quá rồi, má cướp giật ở bên Mỹ này thấy kinh khủng thì mà thấy rõ ràng không? Ở Việt Nam thí dụ như mà đi đau, mày đi vui hoặc là mày bị trấn lột này kia thì mày nó cao lắm, nó lấy cái cây đập mày thôi, chứ còn ở đây là nó bóp cò, mày thấy ghê gớm chứ? Đó là cái này tao nói từ lâu rồi, ở nước Mỹ này không phải là đơn giản đâu, là phải biết người, biết ta, mình phải biết mình đang ở chỗ nào, giống như kiểu gì này. À, ở đâu chắc không phải đơn giản như kiểu như ở Việt Nam đâu, đừng có giỡn mặt. Và ủa có bán vé đồ về mày lợi, mày cứ lên chơi không lợi, cứ nào muốn lên chơi thì gửi yêu cầu đi, tao mời lên nói chuyện chơi. Việt Nam cũng mới y sát, mấy bữa nay tao thấy mày ca giọng cổ rồi, trời ơi y xèo vui quá, giờ Việt Nam bây giờ sung sướng chết mẹ luôn, ăn nhậu rồi ca giọng cổ rồi gì, nó gọi là cái gì ta, nghề tân cổ không phải, cái đó gọi là gì ta, muốn bên mẹ tất nhiên là cái gì ta, cái gì đừng ca tài tử, đừng ca tài tử rồi. Camila con có muốn lên nói chuyện với bố không, gửi yêu cầu đi, thì nói chuyện chung chung là coi như có bán vé về, nhưng mà tao thấy mấy cái đại lý là chưa có bán, mà chỗ tao đâu có bán gì đâu. Rồi ai cũng muốn lên nói chuyện với bố một chút, mình lên nói chuyện với bố một chút đi, rồi tao cũng dọn dẹp rồi để cơm nước buổi chiều tối hút bụi rồi không bây giờ bà quýnh đồ, mà bên đây là qua ngày 8 tháng 3 rồi, bà lên chức trở lại rồi rồi khổ đời tao là thân trai 12 bến nước trong giờ đục chịu đó, cho nên vì cho nó rồi có ai lên chơi thì lên nói chuyện, nó dốc hồi đi rồi cho nó đỡ buồn. Thằng Thọ đâu rồi? Dạ. Con thức dậy sớm vậy thì con Quân Khúc, mày thức dậy sớm vậy Quân Khúc? Ngày nào cũng vậy hay sao? Đi đá bóng ở Việt Nam giờ sớm. Trời ơi, đồ má đi đá bóng ơi. Thay vì tập thể dục thì đi đá bóng thì đúng rồi, cũng là một hình thức thể dục và vui. Còn mấy mẹ nhà ta thì ra tao nhớ mà, mày nhớ mày dẫn tay mày đi uống cà phê ngay chỗ đó không? Ờ chứ có mấy cái máy mà đủ mấy bà già ra hay mà ngồi lên đó để xích đu. Nó dạng giống kiểu như là đi gọi là aerobic tự tựa giống vậy, nhưng mà nó có cái máy ở ngoài công viên đó mày. Đúng không? Đúng rồi. Như thế nào? Cái đợt mà bố về ấy, ở bên đấy thì khu đối diện cái chỗ của tao hồ ấy, thì họ chưa lát lại vỉa hè. Họ chưa cải tạo lại các bùn hoa. Thì sau cái đợt bố về vừa rồi ấy, họ bên quận Tây Hồ ấy, ở đấy là quận Tây Hồ mà, họ chỉnh trang lại hết vỉa hè, họ lát đá vỉa hè, xong họ trồng lại hết các cái hoa,
xong họ lắp các cái máy, cái máy đấy là các cái máy tập thể dục đi bộ, nhưng mà nó lại có hai tác dụng là như thế này, bố hiểu không? Có nghĩa là cái máy đấy họ sẽ để sát ở gần hồ ấy, để cho khi mà người ta lên tập thể dục thì nó có cái động cơ kéo ấy, nó lại làm sạch nước hồ Tây đấy, nó có hay cái đấy. Ồ hay, công dụng ha, hay ha, hay quá ha. Ví dụ, con nói ví dụ nha, khi mà bố lên cái xe đạp, bố đạp đạp vòng vòng ấy, thì nó có cái tu bin động cơ ở dưới, nó cắm nước hồ, nó làm cho nước nó trong, nó sạch đi. Ồ hay ha, đó là kết hợp, rất là kết hợp, rất là hay. Nói chung là ở trong nước thì con thấy hàng ngày thì cái cuộc sống nó càng phát triển, mà nhiều cái người ta đúng rồi, nhiều cái hay, nó càng ngày càng tiến bộ. Nói chung rõ nói chung là phải đánh giá là càng ngày càng tiến bộ nhiều. Đúng rồi, tại vì bây giờ còn Việt Nam mình đang diệt dịch rất là hay, hiệu quả, và nghe nói ngày Hải Dương cũng đã xong rồi phải không? Hải Dương thì vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng mà nó còn lẻ tẻ thôi. Nói chung là tương đối là 99%. Ồ, vậy là quá đã rồi. Mà sáng nay được cái là ở Việt Nam là thứ nhất là chính phủ lãnh đạo. Cái thứ hai là người dân cũng chấp hành ý thức. Đúng tuy rồi. Là đợt này là coi như là tương đối là yên ổn rồi, nhưng mà ra đường người dân vẫn chấp hành đeo khẩu trang nghiêm chỉnh lắm. Bây giờ ra đúng đường rồi. Đa số không đeo khẩu trang. Không như bên này là đúng là chấp hành đeo khẩu trang tốt. Đúng rồi. Đúng rồi, bên này trống đánh xuôi càng thổi ngược, là thống đốc tiểu bang rượu mà ai muốn đeo 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 thôi rồi khổ vậy. Còn ở trên thì Bộ Y tế kêu rồi, mặc dù là vậy là mới phải đeo, ở dưới không chịu đeo, ôi trời ơi khổ, nó làm bầm bà lằng hay cấu. Bởi vậy nhiều khi mình cũng không biết nói sao để cho nó người ta hiểu. Có nghĩa là ở Việt Nam mình đã nhà nước và nhân dân cùng làm, bởi vậy mới dạch được, bởi vậy cái hiệu quả nó nâng cao rất là cao. Trong khi đó bên này thích thì đồ nó đeo, không thích nó không đeo, chẳng làm được gì nó mệt. Ngoài ra tốt nhất là tao trốn ở nhà thế thôi. À, con xin chia sẻ lại cho bác Tầm với cả bác Đi Tư Nguyễn như thế này. Bác Phạm Nhật Vượng ấy thì là cái người mà thần tượng con, lúc nào con học hỏi nên là con biết lắm rõ nhiều tiểu sử lắm, để chia sẻ tại sao mà bác Vượng bác ấy bảo là làm nhà máy ở bên bên Mỹ để sản xuất xe ô tô điện. Thì chia sẻ với bác như này, không phải mới đây cái chiến lược mà kinh doanh xe điện ở Mỹ mà ông Phạm Nhật Vượng ông ấy làm đâu. Ông ấy đã có ý tưởng cách đây rất lâu rồi, nhưng mà cái ý tưởng đấy là mở khách sạn cơ, mở khách sạn. Bởi vì ông chia sẻ trên YouTube mà, con xem 3 tiếng đồng hồ trên YouTube ông ấy nói, chia sẻ với tập đoàn Viettel. Có nghĩa là ông Vượng ông có nói một câu mà rất là nhớ là: tại sao tôi không làm ở các thị trường nhỏ mà tại sao tôi làm ở các thị trường lớn, mà đặc biệt là Mỹ. Mỹ thì là số 1 rồi, đúng không? Khi mà cắm được một lá cờ trên nước Mỹ thì tôi sẽ bán xe được khắp thế giới. Đấy, cái câu đấy con chia sẻ vẫn nói. Nhưng mà hồi trước ấy thì khi mà cái buổi phỏng vấn giao lưu giữa tập đoàn Viettel và tập đoàn Vingroup ấy, thì họ có nói là hỏi cái câu hỏi đó, tại sao không làm nước nhỏ mà tại sao cứ phải làm Mỹ. Bởi vì ông Vượng bảo là tôi cắm cờ ở nước Mỹ được rồi thì tất cả các thị trường khác tôi sẽ chinh phục được. Đấy. Đó là những cái đầu óc vĩ đại, mà thấy ghê gớm không? Không phải bình thường, như mình nghĩ không sâu, còn ông nghĩ quá trời đó.